là màu trắng. Màu trắng được các nhà thiết kế và brand lớn hàng đầu thế giới đang lựa chọn để lên ngôi trong năm 2021. Cùng nhìn những hình ảnh để thấy được độ hot của màu trắng. Mix hai loại trang phục này cùng nhau, áo kiểu sẽ mang đến cảm giác duyên dáng, tinh tế của tuổi xuân thì. Còn quần short đem đến hơi thở tự do, phóng khoáng và tràn đầy năng lượng mùa hè. Quần short kết hợp với áo 2 dây với chất liệu thoáng mát, thiết kế với kiểu dáng 2 dây giúp tạo được sự sexy, quyến rũ và vô cùng cuốn hút. Tạo dáng dạo phố tự nhiên, bạn đang diện một chiếc quần có túi thì đây là vị cứu tinh cho đôi bàn tay khi không biết cách tạo dáng sao cho tự nhiên. Chỉ việc đặt nhẹ tay lên túi quần là bạn đã có bức hình chất với kiểu tạo dáng thật xanh điệu. Với kiểu dáng này, bạn có thể tự nhiên tạo dáng và thoải mái với cách đứng của mình.